Công Phượng nhận xét như thế nào về trận đấu ngày hôm nay, trận derby của Thành phố Hồ Chí Minh cũng là trận derby đầu tiên trong màu áo mới của Công Phượng? Thì hôm nay là một trận đấu rất là khó khăn, bởi vì đây là sân nhà của hai đội, và hôm nay thì sự nỗ lực của hai đội thì rất là tốt, và theo như trên sân thì hai đội đều có cơ hội, nhưng mà đội Sài Gòn thì đã tận dụng được cơ hội và quả cố định nên là đã chiến thắng trận đấu. Và xin chúc mừng Sài Gòn, và chúng tôi cũng đã nỗ lực, nhưng mà sự may mắn theo không đến thì chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để cải thiện vào trận vòng sau. Chúng ta đã có một trận hòa khá khó khăn trước Hải Phòng, trận đó thì Công Phượng không thi đấu. Trận này thì chúng ta tiếp tục có một thất bại, những kết quả không như mong muốn và làm chậm cái bước tiến của chúng ta trên bảng xếp hạng. Vậy thì cái vấn đề gì đang xảy ra với Thành phố Hồ Chí Minh? Thì chúng tôi có vấn đề thì cũng không có vấn đề gì, bởi vì chúng tôi đang cố gắng tập luyện, nhưng mà tình huống trên sân thì chúng tôi cũng đã kiểm soát được trận đấu, nhưng mà chúng tôi không giải quyết được trận đấu thì chúng tôi phải trả giá cái đó. Bởi vì trong bóng đá thì hai đội đều nỗ lực và hai đội đều có cơ hội như nhau, nhưng mà đội nào có những tình huống cố định thì họ đã tận dụng được cơ hội nên là họ đã giành chiến thắng thôi. Công Phượng gia nhập câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thì bạn đã nổ súng ở các đấu trường như là AFC Cup, như là trận đấu ở siêu cúp quốc gia. Tuy nhiên ở V-League thì cái điều mà khán giả chờ mong đó là bàn thắng thì Công Phượng vẫn chưa có. Có những cái sự yêu cầu gì của huấn luyện viên Chung Hae Song trong cái lối đá của Công Phượng trong màu áo Thành phố Hồ Chí Minh, hay là bạn chưa thể bắt nhịp tốt với đội bóng mới? Theo như mùa giải thì mấy vòng đầu á thì Hồ Chí Minh đá rất là tốt, nhưng mà sau dịch thì thời gian nghỉ quá lâu, và chúng tôi để mà quay lại được cái nhịp thì cũng không phải là điều dễ dàng, nên là chúng tôi cũng đang nỗ lực hết mình, và tôi hy vọng là bản thân tôi thì tôi cũng đang nỗ lực, nên là tôi sẽ cố gắng hết sức mình để mà cải thiện bản thân cũng như là giúp cho đội bóng. Một câu cuối nữa thôi về cái Công Phượng, đó là ở trận đấu sắp tới vào giữa tuần sau chúng ta sẽ gặp câu lạc bộ Viettel, và trận đấu này vẫn là tiếp tục một trận đấu trên sân nhà. Viettel thì là câu lạc bộ có nhiều đồng đội trên đội tuyển quốc gia của Công Phượng, vậy thì với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trận đấu này sẽ khó khăn như thế nào? Trận đấu tới thì đó là chúng tôi thi đấu trên sân nhà, đó cũng là một lợi thế, và chúng tôi chắc chắn sẽ nỗ lực để kiếm được 3 điểm trận đấu tiếp theo. Rồi, một lần nữa cảm ơn Công Phượng. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.